Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Bỏ cách làm tiền ấy đi. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ tư, trang thứ 62. Toàn văn của tác phẩm như sau. Một ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nọ sang dự cuộc hội họp tại một thôn bên cạnh. Nhân nói chuyện về những việc cải cách trong làng mình, lại khoe rằng thôn ông trong tháng vừa qua đã bán thứ vị như chánh phó lý, kháng thủ, vân vân, và đã thu được một món tiền khá lớn. Thật là trái ngược. Nói một hội đồng kỳ mục cũ làm tiền cho dân bằng cách bán thứ vị còn nghe được. Một ủy ban nhân dân tổ chức theo một tinh thần dân chủ mới rất cấp tiến là đi làm tiền theo một phương pháp cũ đích chả có ý nghĩa gì, có ảnh hưởng xấu vô cùng là khác. Các ông nói miễn sao có tiền cho dân là được. Không được. Tiền là mạch máu cho mọi công việc. Tiền là cần thật. Nhưng không phải vì cần tiền mà cứ đi đè đầu bóp cổ hay dùng những thủ đoạn không chính đáng để vơ vét lấy tiền. Làm tiền bằng cách bán ngồi thứ, tức là gây cho dân chúng có óc hiếu danh, trong khi cần phải trừ tiệt óc đó để gây cho mọi người có óc thiết thực, góp sức vào công cuộc giữ gìn và xây dựng đất nước. Trong lúc xung quanh mình, người ta mở ngày vàng, ngày văn hóa, diễn kịch để lấy tiền giúp quỹ này, quỹ khác. Quỹ ban nọ còn quay lại lối làm tiền cũ rích, bán ngồi thứ. Thật đã tỏ rõ một khối óc đặc sệt. Những cuộc làm tiền phải đem theo nó một ý nghĩa tuyên truyền nữa mới được, sao cho người ta nhận thấy rằng đồng tiền của người ta bỏ ra là một viên gạch để góp vào việc xây đắp nền móng quốc gia. Bán ngôi thứ làm cho óc người ta đen tối thêm. Tiền lấy như vậy cũng là một thứ tiền phi nghĩa. Lòng sốt sắng làm tiền cho dân của ông chủ tịch nọ đáng hoan nghênh thật, nhưng cách làm tiền của ông có hại cho sự tiến hóa của dân, cần phải bỏ ngay đi, cũng như cần phải phủi đi hết những hủ tục khác. Làm rượu ăn mừng được bầu vào ủy ban, dùng chữ nho trong những tờ thông đạt, vân vân. Thưa các bạn, tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Cứu Quốc số 69 ngày 17 tháng 10 năm 1945 với bút danh là Chiến Thắng. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.